tiếp tục chị hướng dẫn chai dây kéo ha. Hôm trước chị có làm một cái clip chai dây kéo chị để lên cái trang của chị rồi, nhưng mà lúc đó là tại vì do mấy em học trong tiệm mà chị bận quá, đông quá là không kịp, rồi chị làm chị quay cho mấy em trong tiệm coi thôi. Bây giờ mình làm cái quần mới thì mình làm trọn gói ha. Thì hôm nay tới công đoạn chai dây kéo chị sẽ làm kỹ hơn. Là trước tiên là mình nhập đôi cái miếng margot mình làm lúc đó mình cắt nè, mình nhập đôi lại, mình dặn lên một đường. Còn nếu trường hợp mà thiếu dải, không đủ dải thì cắt hai miếng mình may mình lộn lại vẫn được. Dạ. Ép lại. Rồi mình tiếp tục, tiếp theo mình sẽ quay cái đầu nhỏ lên. Quay cái đầu nhỏ đi trước. Xong mình đặt dây kéo lên. Quay đầu nhỏ lên ha. Trời, cái tay này bữa nay tháo băng được rồi nè Cúc. Làm này. Làm nhưng mà lâu hết sẹo lắm. Cái dây kéo là mình khi tra vô là có ý nè ha. Có ý là mình đừng có để bằng nhau hết. Cái sợi dây kéo với cái chiều dài sợi kéo với cái miếng vải ém so le ăn tí. Rồi bên hông này cũng vậy, so le ăn tí xíu. Mục đích cho mình may đừng có bị cộm. Còn tất cả các chỗ mình kỹ á, vô tình mình làm cho nó cộm thêm. Một chỗ là 5 6 7 lớp, một chỗ không có lớp nào nó sẽ không đẹp nha. Rồi mình canh lên. Mình canh lên mình may một đường cho nó dính vô. Cái chân vịt mình cho đụng cái mí dây kéo cái mí đường răng nè. Xong rồi kéo ngay lên, may một đường cố định vô. Nó có nhiều cách tra nha, chứ không phải là một cách đâu, nhưng mà chị chọn lựa cách nào dễ nhất để chị hướng dẫn cho dễ hiểu. Có khi thì mình may cái margot bầu trước, có khi thì mình may bên nhọn này trước nè. Mình quen may cái nào thì từ đầu quen may cái nào là sao, mình sẽ quen may cái đó luôn. Bây giờ là mình quay đầu ngược trở lại, lúc nãy là mình quay như vậy ha, bây giờ mình quay ngược lại. Quay ngược lại rồi mình lấy cái thân quần mình tiếp tục thôi. Đây cái thân quần này, hôm trước cái thân quần mình đã mổ túi rồi nè. Dạ. Nè cứ nhớ không? Mổ túi xong rồi chị chỉ cái lượt ngang đây luôn nè. Dạ. Rồi lượt xuống đây luôn nè. Dạ. Ở đây mình dằn hai đường nè cho nó có cái độ rút nè. Dạ. Nó có độ rút như dằn tảo dài mình vậy đó. Rồi xong mình vẽ vô. Vô mình tra vừa cái dấu ngang nè, nó đẹp là ở đây nè, ngang lợi hại là ở chỗ này nha, là cái chỗ mà mình cắt có cái khớp nè. Dạ. Là khi mình bẻ vô là bẻ vừa hết cái khớp thôi. À. Chứ mình không có bẻ chòm vô trong. Còn nếu như mà mình cắt mà không có chừa 7 ly này ra đó thì bắt buộc mình phải bẻ lẹm vô. Mình giả sử như mình cắt ngay đường chỉ đi, tại vì mình không có chừa thêm nè thì mình sẽ bẻ lẹm vô. Lẹm vô thì dưới đây tức là mình phải lẹm vô luôn. Dạ. Còn nếu không á mình kỹ thì mình từ từ mình lái ra. Thì chỗ đây nó cũng mắc của mình hết 7 ly. Dạ. Đúng không? Nó không đúng cái số đo của mình, cho nên là mình không làm vậy nó không đẹp đâu. Mình ra 7 ly điệu, giờ mình vẽ trở lại 7 ly. Mình cho 7 ly, giờ mình lấy lại 7 ly. Rồi mình kê lên. Nếu như không quen thì lượt ha. Không quen thì cứ mấy đứa cứ lượt ngoài đây trước một đường. Cứ bẻ cớp và lượt một đường trước cho chị. Như vậy nè, lượt một đường trước cho chị. Lượt một đường xong mình nó để lên mình may cho nó dễ. Còn như là chị thì chị bẻ lên chị quen, giờ chị bẻ luôn. Mình ướm lên. Xong cái đoạn mà mình bấm ngang nè. Mình mai tới đoạn bấm ngang là bằng dây kéo. Nhưng mà nói bằng chứ vẫn phải chơi so le một vài ly, 5-3 ly nè ha, đừng cho bằng y chang. Bằng y chang nó sẽ cộm. Chị cứ nói vậy hoài đó. Rồi mình bắt lên đây mình mai. Mình mai mí. Mấy đứa mai xích ra đây cũng không sao chứ. Mai xích ra ngoài cộng dây kéo này chút cũng không sao chứ. Không bắt buộc phải mai đụng cái dây kéo này đâu. Mai đụng như cái mí này nè. Thường là có người hướng dẫn thì sẽ bắt buộc phải may đụng như trong đây. May đụng vô nhiều khi nó may cái tới chừng chỗ bên đây nó dậy, bên đây nó mỏng quá, cái may nó không khớp. Yeah. Cứ may lệch ra nửa đường dây kéo vẫn được, không sao hết, nửa đường của cầm dây kéo cái gì không sao hết. Quan trọng là mình cắt cái kỹ thuật mình đúng thì mình may chỗ nào cái đường nó meo hay nó sâu gì cũng vô được hết. Lại mới nhẹ ha. Rồi xong mình bẻ cái đường dằn mình vừa phập vô trong thôi. Mình may một đường mí là kê sát vô cũng được nha, chị không có khó cái này. Nhưng mà cứ kê như vậy là cái chân vịt mình nó vừa cạ vô cái răng là dễ lắm. Nè cưng nhìn nè, là chị bẻ vừa tới mí nè, thấy không? Nè. Yeah. Vừa tới mí đường dắt sổ nè, xuống đây là nó giống như là mình tưởng tượng là đường dắt sổ nó xuống tới đây là giáp mí lại luôn. Yeah. Không có quẹo ở đâu hết. Mà không cần phải né ở đâu hết. Mình cứ thẳng xuống luôn. Nè. Không cần phải né phải câm đi đâu hết. Yeah.
quen mình tạo thói quen ha, mới em nào mới vô thì tạo thói quen là mai tới đâu cắt chỉ tới đó hết, đừng có để nó lộn dụng tùm lum. Một bên mình xong rồi ha, bên mỗi túi của mình nè, bên tay phải của mình nè ha, bên tay phải làm trước. Yeah. Rồi xong mình để qua bên, mình lấy phía bên tay trái lên. Phía bên tay trái thì chị cũng đã ráp xong rồi nè, ráp thì cũng y như bên kia thôi chứ cũng không có gì khác hết ha. Rồi giờ mình lượt vô cũng y như bên kia luôn, mình lượt ngang đây nè, lượt này dính vô nè, cái thân với cái túi nè. Yeah. Mình lượt dính lại, mình đừng có bắt cái đây lượt vô nha, thường là mấy đứa quen thuận tay là bắt đây lượt vô, lượt hồi nó sẽ lùa nè, nó dương đây nè, tại giải có độ giãn nè. Yeah. Thành ra mình bắt cái trong mình lượt ra, đừng bắt cái ngoài lượt vô, bắt bên túi mình lượt ra. Nếu như mà cái máy nào mà mình quen sử dụng, mình làm quen á, thì mình cứ may bình thường như chị may bên kia vậy, mình căng đều và mình may nha. Còn nếu như cái máy nào mà nó lừa không im không quen thì mấy đứa cưng cứ bỏ một khúc đi, rồi hãy may tiếp vài mũi, mình chỉnh sửa cho nó ngay. Còn lượt tay thì nó dễ nhất, lượt tay thì nó lâu nhưng mà nó dễ. Còn em nào quen mình lên máy thì lên máy được luôn. Là mình này là mình không có may dày như bên kia nè, muốn may dày thì may nha, chứ không có bắt buộc gì hết nha. Làm sao lượt hai miếng này dính lại thẳng thôi. Yeah. Lượt tay lượt máy gì cũng được, nhưng làm gì xong thì cũng phải cắt chỉ cho nó hết. Rồi xong mình đã làm xong, bây giờ còn cái phần này nè, mình chưa có may vô. Nếu như bây giờ mà mình để cái gì mình may thì nó sẽ còn, cho nên bây giờ mình phải lượt, mình phải lượt từ đây lên đây, từ đây lên đây. Thường là chỉ lượt máy luôn, mấy đứa không quen thì lượt tay ha, lấy kim may tay lượt xuống. Chị định lượt cái mai tay luôn cho minh họa cho câu luôn, mà lượt cái mai tay chưa sao chỉ lâu lắm. Lượt cái mai tay dính lên, hoặc lấy kim ghim cũng được, ghim gá thôi. Bây giờ chị lượt máy dài mũi. Đây, mình chỉ nhá cho nó dính thôi, chứ mình không cần làm cho nó dính chắc, tại vì lát mình may xong mình gỡ nó ra. Nè ha. Mình chỉ gá mình lượt dính sơ thôi. Dơ sơ cái miếng dưới dính vô nè, cái miếng căng túi của mình nè. Dính vô xong mình sẽ cắt bỏ bớt. Cắt bỏ bớt một tí, đặng chừng nữa mình may cái mai ghét cho nó đừng có cọt. Nếu thôi mình may dính nhiều lớp đây nó sẽ cọt. Rồi mình cũng cứ trải ra. Cái này nếu như mấy đứa cưng kỹ thì mấy cưng gạch phấn nha, chị quen thì chị không gạch, nhưng mà thôi đây chị gạch cho mấy đứa cưng dễ hiểu. Mấy đứa cưng bỏ 7 ly ngoài này bỏ. Nhiều khi xin cưng lỡ có chị nào lớn hơn mình xem thì đừng có bắt lỗi nha. Tại quen rồi, chị quen trong lớp chị đang giờ mấy đứa nhỏ không. Là cưng gạch 7 ly bỏ đi. Yeah. 7 ly mình dư nè, 7 ly thừa nè. Yeah. Lúc nãy là 7 ly phía bên kia thì mình cốt vô mình may rồi, bây giờ 7 ly bên đây thừa mình bỏ. Rồi mình tiếp tục đặt cái này vô trong, từ 7 ly mình đặt vô trong. Nè, cái miếng mà ghét của mình nè. Cái hôm qua chị đã kẻ đường phấn sẵn rồi, tiện tay kẻ mổ túi đó. Rồi mình mổ túi xong rồi mình sẵn tiện tay mình kẻ này xong rồi. Thì bây giờ mình may này tiếp tục vô đây, cũng may từ cái mí bắn ngang nè. Yeah. Cái mí mà mình lúc đó mình bắn ngang nè, mình chừa đường may rồi, mình gặp đường may rồi mình cứ kê bằng mình may vô. Mai cái này có ý ha, cái này là mai không được giãn, mình cứ dặn như tả bà ba của mình vậy đó. Là cái này là chỉ gọt hơi dư xíu nữa mới đủ, cái này còn hơi dư rồi. Mình làm sao mà đường mai mình đừng có cắn lên đường này. Yeah. Rồi mai này là có ý căng miếng trong tí xíu, căng cái miếng này một xíu. Yeah. Thân quần để thẳng bình thường, hơi căng cái miếng ém này một xíu. Rồi mai nương tay cho nó đừng có giãn, đừng có giạt ra. Hơi căng miếng trên này chút xíu nè, cũng thấy nó dư không, mà lúc cắt là mình tính nó bằng mà giờ nó dư ra nè. Yeah. Mình căng chút nó sẽ dư, mình căng nó mới có cái độ ôm cái dư kéo mình lại. Mai hai đường ha, mai như mai cái túi vậy đó, hai đường hoặc là ba đường, nhưng mà ba đường thường là nó sẽ không, nó khó lắm nha. Ba đường người nào may rành mới được, mới mai mà người nào ba đường không quen là nó giạt thêm á. Mai nương tay nè, hơi lùa nó cho nó nương tay lại nè, đừng có căng nó. Mà đường này phải mai cho thẳng tuyệt đối nha, đừng có để nó cong, nó đảo nha. Mình kẻ đường phấn này mai cho nó ngay. Là kiểm tra phía dưới này, mình gọt cho đúng chính xác luôn. Mình gọt nó lọt vô khoảng 3 ly là được. Hồi nãy ta chỉ gọt trước nhưng mà nó chưa chính xác lắm nè. Gọt vô cách đường chỉ chừng khoảng 3 ly. Rồi xong mình giữ im đó. Rồi tiếp tục là mình dằn cái nẹp này. Giống như mình dằn cái túi hôm trước vậy đó, mình bỏ cái nẹp qua, mình dằn trên nẹp một đường.
dằn phía trên nẹp ha, đường may bề trái bỏ qua nẹp, dằn phía trên nẹp đường mí. Cái đường dằn mình cũng không được căng nha, mình cũng nương tay nha, nương cho đường chỉ mình nó kéo cái mà gớt mình lại. Rồi mình cắt hết chỉ dụng này đi, cắt chỉ dụng lúc nào cũng vậy, nhớ là cắt bề mặt xong ha, cắt bề trái xong rồi cắt bề mặt như thế này, tại vì nó không cần thiết. Cắt cho đẹp nhất á là cắt bề trái xong rồi gỡ bề mặt nhẹ, cắt nhẹ ăn cái là đẹp rồi. Rồi mình đã làm magret này xong rồi, làm xong cái này nếu như kỹ á, sẵn có bằng ủi thì mình bẻ vô mình đi ủi, còn nếu như không thì cứ lấy kim cương lược một đoạn để chị đi ủi luôn, sẵn có bằng ủi. Mình bẻ vô, lượt tay vô trước rồi mình ủi, còn hoặc là mình bẻ vô mình ủi trực tiếp luôn cũng được ha. Đừng có cho nó quẹo qua quẹo lại là được, kỹ chút. Chị vẫn nói gì chị nhắc ha, cái bằng ủi đặt lên rồi đừng có phun nước liền, cái tay mình để ngay cái bằng ủi là mình có phun ngang phun nó sẽ phỏng tay mình. Ủi vô rồi, bề mặt nè rất là sát luôn ha. Bạn lát nữa ha, gỡ chỉ lược. Rồi xong, mình ủi sau cùng cũng được nhưng mà nó không có đẹp bằng mình ủi giác này, mình ủi luôn để đẹp hơn. Rồi xong tiếp tục cái bây giờ không quen thì cứ lược tiếp nha, còn quen thì may luôn. Đây cái thân quần, cái thân quần bề mặt mình quay lên nè, cái thân quần này bề mặt mình úp xuống nè. Nè, nếu như mà muốn cho nó dễ á, muốn cho nó dễ ha, dễ may á, thì nó hai cái ống quần này nó không có rời nhau nè, thì cưng cứ xỏ cái tay vô một ống, xỏ cái tay vô một ống tới lai, nắm cái lai bên kia nè, xỏ tay vô một ống nắm cái lai bên kia, lộn ngược trở ra nó sẽ qua một bên như vậy, nó gọn nè, như vậy là may nó sẽ gọn nè, nó không có lung tung. Còn quen thì khỏi, cứ đặt lên mai chút xíu là xong thôi. Rồi bây giờ không có gì khó nè, bây giờ bắt đầu nếu như cưng lượt tay thì cưng cứ lượt từ ngay cái ngã tư mình nè, cái đường mai đáy mình nè, hai cái miếng này ngay đường mai chồng với nhau. Rồi cứ lượt lên tới cái đường, hai đường mai cứ ngay với nhau hết, không cần né đi đâu hết. Hai đường dắt sổ, hai đường dắt sổ nó cứ bằng nhau, bằng nhau, bằng nhau, bằng nhau. Lên tới đây luôn. Rồi lên tới trên luôn là tự động nó qua nè, thấy không? Tự động nó qua. Khi bên này cưng mai 7 ly thì bên này nó sẽ còn lại 7 ly nè. Cứ ráp bình thường thôi, khỏi cần né gì hết. Còn nếu như cưng không có chừa 7 ly này á thì chuyện nữa mình cốp vô nó đã lẹm vô cái thân quần rồi. Cốp này vô nó đã lẹm vô thân quần rồi. Rồi bên này nó không lẹm. Thì hai bên đem là nó trái ngoe. Thành ra là như vậy là nó chính xác ha. Rồi mai đường mai 7 ly hoặc là 1 phân. Cái đường này là mai cứng cứng 5 ly mới được. Để thôi meo nó dễ ruột ha. Không quen thì không quen thì lược, còn quen thì khỏi, chị thì may luôn ha. Chị nói gì mấy đứa hiểu rồi. Rồi mình cứ so thẳng mí. Cứ so hai bên bằng nhau, bắt cái trên này mình ráp xuống. Đây thấy không, đây là cũng qua 7 ly, hơn cứng 7 ly, tại mai xong nó sẽ hơn 7 ly nè, nó suông thẳng lên luôn à. Rồi mình mai là bắt đầu mai là mai từ cái chốt, mai từ cái chốt rồi nè, cái chốt khóa nè, nó có cái chốt khóa nè. Mình mai dưới chốt khóa khoảng 5 ly. Nếu như không quen thì cứ đánh dấu tuột xuống cái chốt khóa là. Cái chốt khóa là ở đây nè. Mình tuột xuống 5 ly. Rồi mình mới mai, mới bắt đầu. Mũi kim đầu tiên là dưới cái chốt khóa. Dưới cái chốt khóa 5 ly. Rồi mình cứ so hai bên bằng nhau. Mình cứ so hai bên bằng nhau. Hoặc là ví dụ như phía dưới nó có dư 1 ly thì cho 1 ly đều hay gì đó. Chứ đừng có cho khúc được khúc bằng khúc lớn khúc nhỏ là không được, hai bên nó bằng nhau. Lỡ nó có lệch 1 ly thì cho 1 ly đều luôn. Chứ đừng kéo chịch lên chịch xuống. Rồi mình mai tiếp tục. Đường mai vẫn ba lớn luôn. Mai tiếp tục. Quen mày cứ đánh dấu phấn nha, cứ đánh dấu phấn nha.
Rồi cái đáy là tới đáy đằng sau là phải một phân nha. Thân trước nó vậy đó chứ thân sau là một phân đó. Thân trước nó hơi lơi hơn một phân chút. Nè cưng nhìn thấy nè. Ngang cái đường từ cái đường mai này chở qua phía sau thì một phân, còn từ lên đây là nó meo hơn chút xíu nè. Còn muốn mai một phân thì cũng được, không có sao hết. Muốn mai một phân đều á thì cưng cứ chừa đường mai qua một phân rồi ra 7 ly. Nhưng mà một phân là chỗ này nó, nếu như một phân chỗ này nó cộm á là mặt nó không đẹp bằng 7 ly. Một phân nó hơi bị, nó hơi bị gạch một chút. Nó không có thông thả như là mình chừa 7 ly. Rồi xong mai tới đó cắt ra lại mới nhẹ thôi. Cắt ra. Xong mình kiểm tra bề mặt các bạn. Cưng có nhìn được cái đoạn đó không? Cái đoạn đó với cái đoạn trên nè. Yeah. Nó liền luôn, nó liền mí qua luôn nè. Yeah. Nè ha, nó liền qua luôn nè, ngay cái đường đáy nè. Yeah. Nè cưng kiểm tra là muốn cho đẹp hay không ha, mình biết là mình vô đường tiếp theo an toàn hay không nè. Đường này đã an toàn, đường tiếp theo nó mới an toàn. Mình căng phía bên thân tay phải mình qua coi nó có đúng cái dòng mình cắt hay không, đúng y chang nè, đúng không? Yeah. Rồi mình bắt đầu mình quẹo lại cái hướng bên bề trái mình nè, coi có đúng đường mình cắt hay không, đúng y chang là đúng không? Yeah. Là mặt vô nó sẽ đẹp. Còn nếu mà cưng cầm lên mà nó chằng mà nó không đẹp. Rồi cái này chị minh họa bằng đường phấn cho mấy em dễ hiểu luôn, chứ chị thì chị chồng cái là chị mang ha, về chị minh họa luôn ha. Từ ở trên đây nè, cưng bỏ qua lưng này nè, là cứng một phân đi, cứng một phân. Rồi ở dưới đây là 7 ly, mình đã có đường mai rồi nè. Yeah. Mình cứ nói lên. Đó, là cái độ lắp dây kéo qua bên dưới đó. Yeah. Mình đã chừa cái đường mai cắt, tại tất cả đường mai nó chưa có liên quan gì tới cái đường lắp này hết á. Yeah. Còn cái đường lắp này là mình đã tính rồi, mình đã chừa rồi. Bây giờ mình lắp qua nè. Yeah. Lắp nhiều qua nè. Còn nếu cưng lắp nhiều quá thì nó sẽ bị méo nè, thấy không? Yeah. Bên lớn bên nhỏ. Yeah. Mà nếu mà cưng lắp ít quá thì nó sẽ hở dây kéo mặt vô nè, đồ chợ mặt vô cái nó bị hở cái này nè. Thành ra là mình lắp cho nó vừa tới. Cái này là mình quen thì mình kìm lên mình mai là quen ha, còn không quen thì giờ chị ghim kim để chị hướng dẫn cho mấy em dễ hiểu. Cái tay chị nó ngứa làm sao, nó làm nó ngứa làm sao, nó muốn lành hay gì đây nhỉ, nó kéo da hay sao ha. Một tháng mấy đó Phúc, nó mới làm đó, nó mới như vậy nè ha. Rồi xong mình đã cố định lại như vậy rồi ha. Rồi cưng cái chị hé cái miếng này lên, hát cái miếng thân quần này lên. Yeah. Hát miếng thân quần này lên. Rồi xong cưng lấy cái miếng này nè với cái miếng dây kéo còn lại nè, mà dính với nhau thôi, tổng cộng nó có 3 lớp nè. Yeah. Yeah. Thì mình cứ lấy cái lớp này nè, cái lớp ở trên cùng hồi nãy nè, cái lớp mà cái miếng này là cái miếng mình ủi keo nè. Yeah. Miếng ủi keo với lại cái miếng dây kéo mình may dính lại. Yeah. Mà mình may dính cỡ nào cho vừa thì mình đã lượt rồi nè, mình đã cố định phần trên rồi, thì mình cứ kìm im ở đây rồi mình hé thân này ra, còn bao nhiêu mình may dính vô thôi. Nè. Dạ. Hé lên đây. Mé lên lượt đi, không quen thì cứ lượt đi. Rồi lượt xong rồi may. Còn quen rồi thì cứ như vậy là mình đặt lên máy mình may thôi. Bề mặt bề trái nó đã khớp hết rồi. Đường này là đường may để luôn, đường này mình cần cái sự chắc chắn nha. Lúc may là có ý nè nha, cũng căng cái miếng này, cái miếng lúc nãy mình căng nè, cái miếng mũi keo nè. Dạ. Nè thấy chị căng không? Cái miếng này ha, mình mai mình cũng căng ha, chứ mình không để dùng. Cái đường này mình có quyền mai hai đường thì cũng tốt cho nó an toàn, nó chắc chắn cái quần. Cái đường dây kéo nè, mai hai đường, một đường cũng được, nhưng mà có khi là người nào mà hơi bập mặt một tí thì cái độ căng của người ta nó hơi mạnh thì mình mai nhiều đường chút xíu, mà đường bề trái nó sẽ không có lộ ra bề mặt cho nó chắc. Rồi sau mình quay bề mặt trở lên, lấy kim ra. Cái kim này mấy đứa nó ghim cái gì mà nó bị đen cái đầu này, nó ghim giải đen. Yeah. Rồi xong rồi bây giờ mình mai một cái đường mà chị nói là lúc cắt, mà chị có nói là mình muốn mai đường bầu thì mình cắt
miếng bầu đó, mình muốn may đường vuông thì mình cắt miếng vuông cái này, mình cắt đường nghiêng, mình may được độ nghiêng. Rồi bây giờ mình gạch cái maget vô để mình may. Chị thì chị may là chị không có phấn luôn, chị không có gạch gì hết, chị canh chị may, nhưng mà ở đây chị hướng dẫn chị phải gạch cho nó kỹ. Bây giờ mình đánh dấu ngay cái chỗ mình lợi mối hồi nãy này ha. Nè, cái chỗ lợi mối đang ráp đáy nè. Mình lấy dấu lên bề mặt. Rồi mình xuống thêm 1. Mình ngang cái dấu là tới đây là hết rồi ha. Xong mình tuột xuống 1. Tuột xuống 1 xong bây giờ cân kẻ cái đường maget này. Cái này là mình may tầm khoảng 3 phân trở lại thì đừng may lớn nữa. Mình có ý may ở dưới này nhỏ hơn trên một tí xíu nè, nó sẽ đẹp hơn. Ở trên 3 thì ở dưới khoảng chừng 2,7 nè. Mình căng thẳng nha. Căng thẳng để mình kẻ đường thẳng nó hơi chừng nữa nó bị nghiêng. Đủ xéo lên 1 phân nè, 1 phân ngang nè. 1 phân ngang lại đây nè Phúc. Mình kẻ xéo lên. Mình không may đường bầu, mình may đường xéo. Nói xéo chứ nó hơi nghiêng nhẹ thôi. Là chừng nửa đường may mình ngay đó đó. Còn nếu như mình muốn may bầu thì từ đây mình dễ đường bầu. Dễ đường bầu thì mình cắt rập. Mình cắt cái rập lớn để mình đo đường bầu sẵn. Cái đạt cái rập lên là dễ thôi, dễ lắm. Mà tại chị thích may cái góc vuông thôi. May góc vuông nó cũng dễ may hơn. Mình bắt dưới may lên. Bây giờ tới lúc mình may cái này ha, thì tất cả đường may đáy mình bỏ qua phía bên, phía bên bên đây hết. Đường may phía dưới á, bây giờ là bên đây nó chỉ có một lớp vải nè, đường may chị bỏ qua bên này. Đường may bỏ bên tay trái của chị á. Tại vì mình dặn ở đâu mình bỏ qua bên đó. Đây, bắt đầu cắm kim vô cái chỗ một phân đầu tiên. Nè, cắm kim vô ngay đầu tiên ngay đây. Mà đừng có tuột xuống mí này, trên mí. Rồi mình cứ may, may mũi kim hơi dày ha, đừng thưa quá. Còn có cái máy mà để mà mình chắn mấy cái đầu thì mình chắn ngay đây luôn nè. Này chị may máy này đặng lỗi với em nào không có máy để mà chắn mấy cái đầu thì may máy gia đình vẫn hiểu, vẫn may được. Rồi mình quay đầu trở xuống, may y đường cũ. Nếu như mà thấy đường rõ thì may cái mũi trước chồng lên y mũi, cái mũi sau chồng lên y mũi trước thì tốt. Nếu không thấy thì may nó chụp chút cũng không sao. Nó chụp là nó chụp cái mũi đường dài thôi chứ cái đường ngang nó phải đúng nè. Cái đường chồng lên thì phải chồng lên nhau. Rồi xong tới cái đường dấu mình đánh dấu đó mình mới xây ngang qua. Nhưng bây giờ mình phải kiểm tra lại một lần nữa cái độ cong bên đây đẹp hay chưa. Rồi xong đẹp rồi. Rồi xong mình kiểm tra bên đây lại. Nè đẹp hết rồi. Không quen thì cứ lượt trước rồi cứ hay đặt vô máy này ha. Còn chị này chị đặt luôn. May y đường phấn thôi. Nè mình đã may ngang rồi nè. Rồi mình bỏ cái đường dưới này ra đi ngang. Nè khi mình sửa sẵn may đường dài lên là mình bỏ đường dưới này ra nè. Để thôi may nó bít lại luôn đó. Mình bật nó, mình bỏ chữ ra ngoài đi. Bỏ chữ ra ngoài rồi mình may theo đường phấn của mình lúc nãy nè. Mai cái này cũng có ý mà là mình lùa thân quần đi sớm một chút nha. Đi sớm lên trước một chút. Để thân hồi nó lùa nhẹp lại đây nữa đó. Mình có ý. Lượt thì xong thì mai nó an toàn. Còn không lượt thì chú ý một chút. Đây bắt từ ở dưới mình may lên, mình may trở xuống rồi mình may ngang qua rồi mình lọc lên. Rồi để rút đường chỉ này bỏ luôn, rút đường chỉ lược lúc nãy của chị nè, đường chỉ lược sơn nè, rút bỏ luôn. Xong bây giờ dây kéo đã xong, cái này mình ủi ra là nó sẽ thẳng. Đây chị mở ra cho nè.
ra là lấy luôn. Ủi luôn cái đường đáy này cho xong nè. Rồi còn thời gian thì chị chỉ lưng, còn nếu không thì chị không kịp thì chị để ngày mai là chị vô lưng. Rồi cho thấy dây nịch. Mà cái quần này là khách nó không có yêu cầu cho thấy dây nịch. Thì không có yêu cầu cho thấy dây nịch thì chị sẽ làm cái thẻ để mà treo khi phơi, khi treo trong tủ á, là có cái thẻ để treo, nhưng mà không phải là thẻ dây nịch nha. Mình gắn phía bên trong. Rồi mình hoàn thành luôn, mình chỉ là đơn nút kết mắt này kia nọ đầy đủ. Dây kéo thì mình đã ráp xong đường dòng đáy nè. Mình ủi đường đáy nè. Đường đáy mình ủi về trái nha. Không chẻ nha. Mình không có thân trước, mình không cần chẻ đôi, không có cần chẻ cái này ra. Từ cái đường sau này mình ủi đường chẻ là từ đây nè, từ đây nè, chở ra thân sau mình mới chẻ. Thân trước chẻ nó sẽ yếu lắm, thường là đồ chợ nó chẻ, chị hay có phải nhíp cho khách cái vùng này lắm, cái chỗ này nè. Rồi cái quay lại cái bề mặt này, mình ủi lên cái cho thẳng, nhưng mà bề mặt này ha, ủi đừng có đụng vô nha, mình chỉ hạ hơi nước thôi. Để thôi mình ủi lên nó sẽ bấm mấy cái đường dày của mình là nó xấu đó. Miếng căng túi của mình là nó phát huy tác dụng rồi nè. Nè, khi cân mặt nó giãn cái quần thì đồng nghĩa là nó giãn luôn cái túi. Rồi nó giãn luôn cái túi, nhưng mà nó có cái chỗ này nó sẽ kéo trở lại. Nó sẽ không làm cho cái túi mình nó sẽ không có bị, nó không bị bung ra. Đây. Nè, ví dụ như nó có hở cái đó nó cũng vậy nè, chứ nó không có bị phì lên. Rồi xong mình kết thúc.